chào bạn và các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại dòng sông Tego. Trưa hôm nay thì có nhiều đại gia của các tỉnh bạn đã xuất hiện dòng sông này để chuẩn bị diễn tập. Còn 2 ngày nữa đã vào trong thi đấu chính thức. Bây giờ các bạn những diễn biến của các đội ghe hôm nay nhiều lại trên dòng sông Tego như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Trưa nay là những hình ảnh này của bà con, các cổ động viên của nhiều ghe các bạn ở nhiều tỉnh, nhiều huyện khác nhau đã đến để cổ vũ ghe cho đội nhà các bạn. Tôi hiện giờ các bạn nhìn thấy là bà con đứng cổ vũ những đội ghe chuẩn bị xuống tập dượt các bạn. Chiều hôm nay là ngày 12, ở trên là 28 các bạn, là 30 là bắt đầu đưa vào thi đấu chính thức. Thì các vận động viên và cổ động viên đến đây để mà theo dõi diễn biến của các tay ghe đến từ các huyện và các tỉnh bạn rất là đông. Hiện giờ các bạn nhìn thấy ở phía sông mình là có nhiều những ghe đã đến đậu để chuẩn bị tập dượt các bạn, rất là nhiều ghe luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy ở dưới mé sông hiện bây giờ là rất là hôm nay thì các bạn cũng thông cảm là mình không còn nhận ra được nhiều ghe
ghe nào là ghe nào các bạn. Nhưng khi chung màu áo các bạn ở xa xa thì bây giờ mình chia sẻ những cái hình ảnh mà các đội ghe tập thôi. Tại vì chung cái màu áo nữa không chừng nữa. Rồi bây giờ không giờ nhận ra được đội ghe nào cả. Như chiếc đi bên trước ở bên kia là chiếc Polo Combat đó các bạn. Là chiếc màu xanh đó các bạn đang đi trước đó. Còn chiếc đỏ ở phía sau này là hình như là trà tim đó các bạn. Quá vắng không ạ? Các bạn nhìn trên dòng sông rất là đẹp các bạn, có nhiều màu hoa văn của những chiếc ghe ngò của các bạn đến để mà chuẩn bị tham giải đấu. Các bạn thấy dưới dòng sông rất là đẹp.